Vâng, các bác nào mà muốn đi xe bền, chắc chắn, lành tính, tiết kiệm nhiên liệu và treo đèo lội suối, chạy đường bằng tất cả các địa hình. Đấy. Sướng, vững chắc, bền bỉ, lành tính thì chơi em này. Khẳng định với các bác nào đã chạy GLK thì biết rồi. 200, 250, 300 thì đây là chỉ có duy nhất một bản 300 là bản Formatic. Có nghĩa là dẫn động 4 bánh toàn thời gian 2 cầu. Cũng là bản đắt nhất, công cấp nhất. À, phải nói là ở cái xe Mẹc thì có bác nào mà lo là nó bảo dưỡng bảo trì thì phải nói là đây là một con GLK vô cùng mạnh mẽ, nhưng nó là một chiếc xe được đánh giá là lành tính nhất trong họ nhà Mẹc, và cũng đi cực kỳ là vững chãi, gầm cao. Đấy, gầm cao máy thoáng các bác nhé. Và giá tiền thì yêu dã man. Yêu dã man. Thay vì 3 tỷ, ngày hôm nay 460 củ khoai, các bác đã xúc được nguyên zin nguyên bản về. Và tất cả sản phẩm xe và đam mê thì đều có văn bản cam kết xe không đâm xô, không thủy kính ngập nước. Và máy zin, máy số zin các bác nhé, lỗi tặng xe. Vậy thì chúng ta đi khám phá cái mẫu xe ngon bỏ rẻ, tiền ít nhưng thịt lại nhiều này. Các bác cứ nghe tôi đi, tin tôi đi. GLK 300 là một dòng xe vô cùng đáng đi. Cầm lái nó, wow, ngoài cái độ tính năng hoàn toàn về những cái gì, đấy, độ sang xịn, độ đẳng cấp và cái giá trị mang lại lớn, thì con GLK này là một chiếc xe vô cùng là các bác đáng quan tâm. Rửa đèn, cảnh báo va chạm 4 vòng quanh xe các bác nhé, đèn tích hợp bao rẽ trên gương, 4 phanh đĩa hiệu suất cao. Đó, các bác thấy không? Một cái xe màu trắng mẹ móng cũng mua, đẹp tuyệt vời mặt trời luôn. 5 chỗ ngồi, gầm cao máy thoáng ấy, Formatic, dẫn động 4 bánh 2 cầu. Thì con này các bác trèo đèo lội suối bỗ bã, con xe nó cực kỳ cứng cáp và khỏe khoắn các anh chị ạ. Đó, các bác có thể ngắm quanh một vòng đã thấy yêu rồi. Và tiền thì như một chiếc Morning, nó có xứng đáng không, thay vì 3 tỷ ấy, GLK 300 Formatic các bác nhé. Đấy, cảm biến cảnh báo va chạm thì 4 lúc quanh xe rồi, cái này miễn bản. Đèn đằng trước thì bi. Đấy, thích ưng góc lái không nhỉ, cua một phát là đèn niếc theo góc lái, chiếm điểm mù cho bác. Với những cái thanh mạ chrome bao bọc 4 lúc quanh xe rất đẹp mắt. Đó, la răng thì to, lốp thì dày, gầm thì cao, máy thì khỏe khoắn, động cơ 3.0. Những cái dòng GLK này thì nó lành tính và khá tiết kiệm nhiên liệu. Các bác nào đã chạy GLK thì biết rồi. Đấy, cái này thì tôi không cần nói nhiều. Với những cái đường gân dập nổi rất là rõ nét để tạo lên một cái xe nó cơ bắp hơn và cứng cáp hơn. Đó, rất góc cạnh. Đó là ngôn ngữ thiết kế riêng của GLK cái kia. Đó. Và phần đèn thì đây, cho các bác xem. Đó, đèn siêu sáng rồi các anh chị nhé, siêu sáng nhé. Này, bi tinh cầu thủy tinh. Đấy. Và những cái thanh mạ chrome ở cái logo thương hiệu và lưới tản nhiệt còn sáng bóng như mới. Đó, còn GLK này phải nói là thiết kế rất vuông vức. Vuông vức như này thì nó tạo góc cạnh để tạo lên cái độ cứng. Đó, đèn tôi đã bật lên rồi, nó sáng còn trong suốt như pha lê. Nói về xe Mẹc thì người ta tạo lên bởi những cái vật liệu cao cấp, và các bác lát nữa đi phần gầm thì mới thấy được giá trị của chiếc xe. Đấy, giá trị của chiếc xe. Nắp capo dài để tăng cái khoảng cách giữa đầu xe và người cầm lái, khi xảy va chạm thì nó sẽ an toàn hơn. Và cái xe Mẹc thì các bác có thể thấy cái giá trị thứ hai là tất cả vỏ của nó là hợp kim nhôm. Đấy, khi nó cực kỳ cứng, nếu va chạm bình thường thì nó chỉ có chảy sức sơn, nhưng khi xảy va chạm cực mạnh thì nó sẽ vỡ vụn. Nó khác với cái xe khác là nó sẽ như cái tôn sắt thép, nó sẽ đâm vào trong xe để gây tai nạn cho người trong xe. Nhưng cái này nó vỡ vụn như cái kính, thiết kế kính đấy, khi xảy tai nạn là vỡ vụn. Cực kỳ hay các bác ạ. Bước lên bước xuống này. Đó, tuyệt vời luôn. Đèn tích hợp bao rẽ trên gương các anh chị nhé. Đây, và từ cái chân nẹp kính này, quá là chất luôn. Đó, mở cửa xe Mẹc đóng thì đây. Wow, vâng. Đã chạy xe Mẹc mà mở cửa đóng cửa xe Mẹc thì các bác không thể đi xe khác được đâu. Đấy, qua thời gian nhìn đây, chất lượng xe này. Đấy, tuyệt vời chưa? Đấy, nhựa mềm này, tăng độ cách âm chống ồn này. Và hôm nay có anh bạn đến, có mở nhà cái xe này. Ô, anh Phúc, đây là Vũ Trường à. Bởi dặn âm thanh nó quá hay.
như cái giải dàn loa này, loa súp này, cảm biến cảnh báo va chạm bốn lỗ bánh xe này, gương chống chói chỉnh điện và hệ thống đèn trần đây thì bật lên cho các bác xem nhé. Đó, nó rất tuyệt luôn, con này nội thất màu kem. Và ghế là ghế da zin nguyên bản theo xe. Cái ghế tuổi thọ ghế và ghế nguyên bản. Đấy, là giá thú xịn, nó có tuổi thọ lên 2 30 năm. Các bác đi cái xe bình thường vài năm ghế đã nhàu lát rồi. Đấy, đã bị bọc lại đây ghế của nó này. Đấy, và nó không ảnh hưởng đến sức khỏe các bác nhé. Nó không phải là ghế da công nghiệp hoặc là hóa học. Đây, tất cả chi tiết là vân gỗ này. Và lốp xoay bản trung tâm cũng là nhôm phay luôn. Đấy, cổ số này. Các bác nhìn là da xịn sò nguyên bản này. Điều hòa auto tự động hai vùng độc lập và ổ 6 đĩa CD. Hay lắm. Một cái màn hình cỡ nhỏ điều khiển cho xe. Đấy, con này thì phải nói là rất vuông vức. Các bác nào quan tâm đến chất lượng thì xài con này thì nó là tuyệt vời. Tất cả đây là ghế phụ thì cũng có 3 vị trí như ghế và ghế được chỉnh điện hết. Đấy, từ cái tựa đầu này. À, các bác nhé. Đấy, từ cái đầu này cũng chỉnh điện này, ngả nghiêng này, lên xuống ghế này thì tôi thử chỉnh cái đầu này cho các bác xem này. Cũng đều chỉnh điện nâng hạ nhé. Đấy, nó sang xịn mức độ như vậy. Chuẩn men, êm du, không bị tiếng động. Và đây này, trọng lượng nó lớn thì đây. Đấy, từ cái bản này. Này, các bác nhìn bản này này. Trên logo thương hiệu mẹ đây. Tem mác này. Đó, chạy con GLK này thì thôi chấm hết. Vâng, chấm hết, tắp đồ tắp ly qua thời gian, các bác nhìn giúp em này. Chuẩn men toàn là da và vật liệu cao cấp thôi. Đó. Đấy, và đóng cửa lại thì ôi thôi. Rồi ơi. Wow. Khủng khiếp. Nó chắc như xe bọc thép các anh chị ạ. Từ cái tựa đầu nó sang xịn này. Đấy. Trần này còn rất mới đẹp nhá. Đấy, cảnh báo va chạm về trước và sau. Đây là có cái cảnh báo va chạm này. Ghế này. Các bác nhìn ghế da zin nguyên bản nhá. Đấy. Còn nguyên bản bao cho bác zin nguyên bản từ ghế luôn. Đấy, mặt ghế này. Rất chai lì, ngồi cái da xịn nó rất mát. Và đây thì có cái tì tay để cốc. Đây các bác này, để hai điện thoại đây, để cốc nước đây. Đó, đấy thì đi các bác đi đông người thì gặp nó lại. Xong. Đấy. Cốp sau thì cũng khá là rộng, con này có cửa gió điều hòa phía sau và top nô tâm ni thì đây. Các bác nhìn giúp em. Qua thời gian cứ tại sao nó bền như này? Vì bởi vì nó được sản xuất trên cái vật liệu và cái dây chuyền hiện đại. Vật liệu cao cấp và dây chuyền hiện đại. Chuẩn của Mẹc. Mẹc là thương hiệu hàng đầu thế giới rồi. Và đấy, đóng cái cửa. Nghe sướng chưa? Đấy, con xe nguyên bản thì giữ được nguyên zin nguyên bản từ cái đường nét của nó, từ gần dầm nổi, các bác nhìn giúp em. Đèn phanh trên cao, tất cả dài đèn phanh. Cảm biến cảnh báo va chạm bốn lục quanh xe. Được chưa? Đấy, từ những thanh mạ chrome nó còn mới như này nè. Các bác nhìn giúp em ở góc nhé. Đó. Còn đây thì bây giờ mở cốp lên xem nào. Đấy, cái cốp này thì cũng inox luôn. Và xưa. Ồ. Vâng, rộng miên man. Cái này thì miễn bàn rồi. Và có hai tầng luôn. Các bác cần kéo lên là thêm được một tầng nữa nhé. Đấy. Thêm được một tầng nữa ở đây để đồ. Còn dưới này thì đây. Lỉ của nó thì chuẩn này. Chuẩn lỉ này. Đấy, lỉ của nó nhé. Và đây nữa. Dưới này. Đấy, và dưới kia đầy bông băng theo xe này. Đấy, Mẹc người ta quan tâm đến người dùng. Khi xảy ra va chạm cái gì đều có bông băng. Giải quyết ngay. Đấy, những cái hộp túi cứu hộ này, bông băng còn nguyên zin nguyên bản này các bác này. Túi cứu hộ nhá, của Mẹc hãng. Chính hãng luôn. Đó. Phải nói là Mẹc mà. Nó quan tâm đến cái an toàn là số 1. Đây, tất cả nhựa của nó qua thời gian các bác nhìn giúp em nhé. Chuẩn men nhá. Đó, cốp thì rộng miên man rồi. Đấy. Đóng xuống thì nó chắc lích rồi. Đấy, cảm biến cảnh báo va chạm bốn quanh xe. Cái này thì được cái là bô kép. Nó khỏe khoắn, nó cân đối xe. Đấy, các bác nhìn từ phía sau này. À, và các bác bước luôn vào bên đây thì thấy ngay. Đấy, bật khoang động cơ lên. Xem nào, khoang động cơ xem nào. Đấy, các bác nhìn này. Vật liệu của nó qua thời gian này. Đấy, phay xước này, nhôm này. Ghế này. Chạy con này thì phải nói là quá đã rồi. Vâng. Quá đã rồi các anh chị ạ. Đấy, đóng cái cửa của xe Mẹc. Đấy. Bên này thì ghế cũng ba vị trí như ghế và ghế toàn bộ chỉnh điện này. Đấy. Cái này thì có ga tự động cruise control và hạn chế tốc độ này. Gạt mưa tự động này, auto này, đèn auto này. À, chúng ta để về không này thôi. Tự cảm biến ánh sáng nhé. Và dàn âm thanh thì vâng. Hết nước chấm rồi. Vâng. Xác định là mở lên thì nghe nó như vũ trường rồi. Đấy. Xe Mẹc mà.
Cái này thì không có gì phải bàn rồi, đúng không ạ? Đấy, đèn tí hợp bao giờ đã trên gương, nghĩa là không thiếu một cái gì các anh chị nhé. Đấy, máy V6 3.0. Đấy. Đây, máy thì đang nổ thì tôi cũng cứ để nổ này, để các anh chị nghe máy này. Rất êm. Máy nguyên zin nguyên bản các anh chị nhé. Đấy, rất trắng sáng và mới luôn. Đó, xe chạy được chục vạn, 10 vạn 100 nghìn km đấy. Đây, các bác nhìn giúp em nhé. Chất chưa? Đáng đồng tiền bát gạo chưa ạ? Đó, tuyệt vời. Và quá tuyệt đúng không ạ? Vâng, vậy thì có 460 triệu thôi các anh chị ạ. Đó, vừa bật đèn thì nó hơi chói. Đấy, bây giờ nhìn trực tiếp đây cho các bác thấy độ trong suốt của cái đèn nhé. Nó chuẩn đẹp như này cơ mà. À, bên này một chút nữa. Đây, chuẩn đẹp như này. Đó, 460 triệu đồng. 2010 GLK 300 Formatic, dẫn động 4 bánh toàn thời gian 2 cầu. Xe nguyên zin nguyên bản, cam kết và bảo hành cho các bác. Đấy, 1 năm. Đấy, các bác yên tâm, đúng không ạ? Đấy. Xài đầu Phúc XO và xe là mê chịu hết, các bác yên tâm. Chúng tôi chỉ làm những dòng xe chất lượng đây, nếu các bác nào quan tâm thì họ số hôm nay tôi để trên màn hình hoặc đến địa chỉ đối diện khách sạn Trường Thành đường Định thành phố Hải Dương để các bác có thể cầm lái trải nghiệm chiếc xe và đánh giá chất lượng, test tung nhờ thợ xem thoải mái các bác nhé. Đấy. Được chưa ạ? Đó. Vậy thì các bác nào mà yêu mến và quan tâm những sản phẩm xe và đam mê thì nhớ thả tim, thả like và nhớ nhấn đăng nút đăng ký kênh để nhận được tất cả những sản phẩm mới nhất xe và đam mê luôn luôn cập nhật một ngày 3 mẫu xe. Đó, và livestream vào 8 giờ tối hàng ngày và buổi trưa là 12 giờ. Đó, và bây giờ các bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này thì cũng xin mời các bác dành một chút ít thời gian để chúng ta đi xuống phần gầm để thấy được cái giá trị chiếc xe Merc và cái giá trị chất lượng của những sản phẩm xe và đam mê làm nó có đảm bảo cái nhu cầu của khách hàng hay không, thì xin mời tất cả anh chị và cảm ơn tất cả các bác. Vâng, và bây giờ ta sẽ tới chiếc gầm của chiếc GLK 209 này. Và với dòng Merc thì anh chị biết rồi, đó là ta nâng cầu lên thì để xem cái phần máy móc thôi, còn lại phần lớn là những cái cỗ phần gầm về cái chất liệu mà cái chiếc xe được sản xuất ra thì đều là những cái chất liệu cao cấp, thành ra dẫn đến là nó sẽ chấp tất cả mọi loại địa hình cũng như mọi loại khí hậu và sẽ không bao giờ bị mối mọt cong vênh. À, anh chị nhìn này, đấy, tất cả những cái hệ thống treo cực kỳ là hệ thống treo độc lập đa điểm, thực sự là chắc chắn và bền bỉ. Và đây anh chị có thể thấy hệ thống thước lái này, đấy, hệ thống thước lái rồi lắp các thứ là rất là chuẩn. Đặc biệt đó là cỗ máy của chiếc xe này là máy zin, đấy, máy với con ốc rồi vàng ươm theo thời gian đấy ạ. Và những cái phần ốc là chưa từng vặn mở nhé. Và máy thì nguyên doang nhà sản xuất luôn, tất cả là máy nguyên zin tuyệt đối luôn. Với những chiếc xe của bên showroom xe đam mê thì luôn kiểm tra rất là kỹ phần máy, bao bảo hành cho quý khách hàng, đó là máy không bổ, không ngập nước, không thủy kích anh chị nhé. Cổ bộ sáng này và toàn bộ phần cầu, phần số đây, tất cả là zin hết luôn chị anh chị nhé. Đây, ngay số cũng là zin này và tuyệt đối là ok anh chị nhìn này. Đấy, vậy là máy số zin cho quý khách hàng nhé. Anh chị nhìn sẽ cảm thấy yên tâm về phần gầm này, em sẽ nâng thật là kỹ và khi nâng cầu lên thì ta sẽ xem được cái phần mặt sàn của xe. Đấy, phần mặt sàn của xe thì được ốp hai tấm nhựa lót ở hai phía bên trái và phía bên phải. Đấy, phía bên trái và phía bên phải. Đây, phía bên trái và phía bên phải. Đấy. Và đây. Đấy. Cổ bô này. Đấy, phần cổ bô này. Chất liệu thép không gỉ, nhìn chung là nó chấp mọi loại địa hình luôn. Và đúng là dòng Merc nó là đẳng cấp, nó là đẳng cấp thế giới rồi. Vì sao nó được công nhận là dòng xe sang? Đấy, anh chị nhìn đấy ạ. Đó, quá chất lượng luôn, đúng không ạ? Và đây phần cổ bô đây. Phần cổ bô đây. Đấy, quá chất lượng luôn. Và đây là phần cua lốp đây. Và khi nâng cầu lên thì ta cũng xem được cái phần chassis phía sau. Nó là zin và nguyên bản, nó không bị đâm xô va chạm. Đấy, những chiếc xe của bên showroom xe đam mê dù là những chiếc xe cũ luôn luôn cam kết đảm bảo với quý khách hàng đó là zin và nguyên bản, không đâm xô tai nạn, máy móc không ngập nước, không thủy kích, đó là những cái cam kết tuyệt đối của bên showroom xe đam mê để có thể mang lại cái chất lượng sản phẩm của bên em và cái giá trị bảo hành của bên em nó là yếu tố trường tồn. Và rất chi tiết với cỗ máy GLK. GLK là một cái chiếc xe Merc gầm cao
với động cơ 3.0 và nó là một cái cỗ máy khá là lành và cực kỳ là lành luôn đấy chị nhé. Rất là ok. Và mời chị tới các phần tiếp theo của chiếc xe này.